tâm sự nghe ức chế lắm mẹ. Trời, em làm nghề này chục năm, mỗi tay có, mỗi miệng cũng có luôn nữa. Bây giờ em mới mua lô đất ở gần nhà anh luôn á. Mà em thiếu quá, em mượn ngân hàng hết 1,5 tỷ. Chị Si nó có 2 tỷ rồi. Thấy ghê không? Mượn ngân hàng 1,5 tỷ, giờ em làm gán vài năm nữa em trả. Xong rồi em làm thêm vài năm nữa có tiền xây nhà. Thấy nhầm nhẩm bài toán nó làm vài năm nữa chắc nhà dưới đất nó cộng lên 10 tỷ rồi. Ví dụ như bây giờ nó là gì? Bán đất Bình Tân giá siêu rẻ, 10 triệu mét, biết thằng này xạo rồi. Mới đất gì đất 10 triệu, đất mà đất nghĩa địa hả? Đúng không? Ví dụ nó nói là bán đất, ví dụ như mình có nhà Trương Văn Thành đi, nó là bán đất nhà mới Trương Văn Thành xây xuất cảnh giá siêu rẻ, thấp hơn thị trường 50%, biết mày xạo rồi. Đúng không? Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn, mưu mô lừa đảo, dreamer làm giàu, Kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Xin chào các bạn đến với chương trình vlog bất động sản. Mà muốn chơi bất động sản thì phải có cái này. Thôi cái này cất vô, này không cần, cái này thôi. Đó, phải còn có cái này mới chơi bất động sản được nha các bạn. Còn các bạn chưa có cái này thì chúng ta cùng nhau học hỏi kiến thức. Thì hôm nay Duy sẽ đi qua một chủ đề mà rất nhiều người quan tâm, đó là cách định giá bất động sản để mua không bị hố nha. Phải không? Ta nói là giàu hay nghèo là chỗ này nè, mua rẻ bán mắc tự nhiên giàu thôi à. Đó, bây giờ chúng ta phải định giá bất động sản để không bị hố. Rồi, định giá là sao đây? Muốn định giá bất động sản không bị hố á, thì các bạn không được phép bỏ qua bất cứ video nào của Duy Nguyễn. Tại vì sao? Tại vì bạn bỏ qua những video của anh Duy Nguyễn thì các bạn sẽ không có kiến thức. Bạn không có kiến thức, bạn định giá cái gì? Đúng không? Muốn định giá thì phải có kiến thức chứ. Kiến thức tổng quan bất động sản, kiến thức là từng cái vùng này giá nó làm sao, giá trị bất động sản thay đổi theo cái gì thì mới định giá được, còn không định giá được. Rồi giờ nói ngắn gọn thôi, bây giờ muốn định giá bất động sản đúng không, quan tâm tới cái nhà thì cầm sổ ra coi hướng, coi hiếp, coi này coi nọ, coi đất coi đai, coi cái này coi nọ các kiểu. Giả sử đất sạch, đất thổ cư đi, không có miếng nào quy hoạch hết á, đất thổ cư hết. Ok, giống như khu này, ví dụ khu này đi, nó nói nhiều nó mệt quá, nhà tôi đây nè 107/6 nè. Bây giờ định giá nhà này sao? Dễ lắm. Giờ chạy qua nhà kế bên hỏi đi. Hỏi nhiều chuyện vô. Ủa chị biết miếng đất này rao bán nhiêu không chị? Bà ta lên bà nói liền nè. Dân Việt Nam là tao biết mà. Xèn luôn, nó nói tới ngày mốt luôn á. Vụ gì không nói chứ vụ mà tá dốc này là nói kinh lắm. Xong rồi bà ngồi bà nói ABC, trời đất ơi, cách đây 3 hôm cò nó mua cái này, gửi lên giá này, gửi lên nọ. Nói chung là cứ nói chuyện với bà hàng xóm đi. Xong rồi về đi, về xong rồi bữa sau qua nói chuyện với ông hàng xóm ở đây nữa. Hai ông này chém nghe là có kiến thức rồi đó. Làm không biết tao đúng hay sai, nhưng mà cái đó là dữ liệu để tao tham khảo. Để còn nó có bơm không? Đúng không? Ví dụ như giờ bà nói là trời cái miếng này Duy Nguyễn ngày trước mua 70 triệu nè. Xong rồi cái thằng Duy Nguyễn nó rao bán, xong cái thằng cò nó treo 90. Đúng không? Vậy thì mày ngồi là ủa Duy Nguyễn nó mua 70 hồi nào vậy cô? Nó mua cái đây 2 năm rồi. 2 năm rồi hả? 2 năm bây giờ lên 90 hả? Để coi coi 70 90. À là lên 20 đúng không? 20 triệu, 20 chia 70. 20 chia 70 khoảng 30%. 2 năm mà lên 30%. Chị suy ra 1 năm nó lên 15%. Mà tiền gửi ngân hàng thì 1 năm nó lên được 8%. Mà bây giờ mua đất nó lên gấp đôi, nghe cũng hợp lý. Vậy là đất mình không có chém đúng giá rồi đó. Đúng không? Nhưng mà giờ khác à. Hồi xưa mua 70 2 năm lên 140 triệu luôn hả? Có bơm không ba? Đâu có đất khu này có mẹ lên ghê vậy? Nhìn coi. Là nó xạo rồi, khu này làm gì lên ba? Đúng không? Bây giờ hỏi bạn đất lên nhờ gì? Nó giờ một cái biến cố về dự án nào đó nó mới lên. Giống như Aeon. Đất Aeon ngày xưa áo sen. Bé bèo nó mọc cái Aeon lên phát một lên gấp đôi, cái đó là đúng. Còn cái chỗ tôi đâu có áo sen đâu, cái chỗ tôi dân nào dân nấy ở đây chục năm rồi, áo sen gì nữa, đúng không? Nên cái tỷ lệ đất ở đây nó sẽ không bao giờ lên bằng kia, hiểu không? Nên cái trong trường hợp mà ví dụ như nào nói miếng đất tôi giờ mà mới mua 2 năm lên 140 triệu mét là nó xạo rồi, cái đó là bạn nghi vấn trong đầu đó. Vậy thì hỏi bạn tại sao bạn không được bỏ video nào của anh Duy Nguyễn là vậy đó, thì bạn phải nghe hai hàng xóm chém gió để bạn có được cái dữ liệu, rồi từ dữ liệu đó bạn phải phân tích dữ liệu, mà bạn phân tích dữ liệu thì bạn phải có kiến thức bạn phân tích được. Ví dụ rồi xong cái chưa hỏi rồi, tiếp theo hỏi xe ôm. Tôi bảo đảm bạn xe ôm ở Việt Nam này 10 ông hết 9 ông mua đất rồi, hỏi là chắc chắn dính. Không thì hỏi miếng đất nào biết nó bán nhiêu không, ông nói đi cho tiền cà phê, bảo đảm nói liền luôn. Xong rồi vô vẫn cò F1 F2 F3 F4 luôn. Trời đất ơi, giới xe ôm ở Việt Nam quyền lực lắm em, quen biết rộng lắm. xong rồi chở mấy em đi coi đất nữa, đúng không? Đó là cái cách để tụi em định giá. Còn cái cách thứ hai, định giá gián tiếp. Đất tôi đường số 6, đúng chưa? Giờ vô đường số 5 nó bán nhiêu? Thí dụ đường số 5 nó đã bán rồi, bạn biết được cái miếng đất đường số 5 nó bán là thí dụ như 70 triệu một mét rồi, thì biết chắc chắn là ngoài đường số 6 của tôi là phải 90 trăm rồi. Tôi ví dụ thôi, không lý nào cái đất ở đường này mà nó nhỏ, nó rẻ hơn đất ở đường kia. Cái đường kia bạn nhìn con ma nó đi, đúng không? Đường kia toàn là biệt thự không à. Còn đường tôi là đường business nè, đường xe nó chạy ghê ghê không? Khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ rồi nọ kìa, 50 ngàn một giờ, giờ sau 10 ngàn. Giờ sau 10 ngàn kìa. Đó, là biết đất này nó có giá trị thương mại hơn. Thì mình định giá thông một cách gián tiếp. Thí dụ đường số 7 nó bán 200 triệu mét, nó bán giá đó thì ở đây nó phải rẻ hơn, tại tôi nằm xa đường số 7 hơn, đúng không? Đất gai góc mặt tiền 204 nó sẽ mắc hơn. Đất nó càng gần khu Sầm Uất nó sẽ mắc hơn xa khu Sầm Uất. Đó, theo hướng nữa, theo hướng nữa. Thí dụ như bên đây tôi phường nào, phường Bình Trị Đông B, bên kia phường gì A Lạc A, ví dụ vậy, chắc chắn đây sẽ mắc hơn rồi. Phường Bình Trị Đông nó bíp hơn, nó bíp hơn. Giờ ví dụ bên quận 12, miếng đất của tôi 535 đường Lê Văn Khương, phường Thế Thành, quận 12. Còn đối diện với cái miếng đất tôi chắc chắn nó rẻ hơn, khỏi nói nữa. Tại sao rẻ hơn? Tại vì ông nằm ở phường Thới An thì ông rẻ hơn được phường Thế Thành, đúng không? Nên mình biết để mình cơ sở. Ví dụ như miếng đất đối diện tôi nó mới bán 70 triệu mét, thì miếng đất tôi phải bán 80, 90 tôi mới bán. Đó là cái cách để mình nhận biết về cái giá trị bất động sản một cách gián tiếp. Cái đó là mình tham khảo, cái đó là mình tham khảo nha. Rồi ví dụ như mà bạn muốn biết được cái này á, thì bạn phải có kinh nghiệm giang hồ, bạn phải có kiến thức, rồi bạn phải gọi là này nọ nhảy bén trong cái vấn đề coi giá đất nữa. Rồi cái tiếp tục nữa, bạn phải biết được mặt bằng chung bất động sản Việt Nam của lộn Việt Nam rộng quá, thành phố Hồ Chí Minh thôi. Lên sàn coi đi ba, lên trong web bất động sản đó, nó bán đó, nó chém chút đỉnh thôi, giá cũng vậy à. Vô web đi, chỉ cho bất động sản.com.vn, coi app luôn, tải về coi coi. Xong rồi search chữ trên Google, mua bán đất Bình Tân, mua bán đất tên lửa Bình Tân, mua bán nhà, mua bán chung cư, mua bán phố. Xong rồi lên trang Alo Nhà Đất nữa, thì coi vòng giá nó như vậy hiểu rồi, thì nó sẽ xê dịch xung quanh cái giá đó. Ví dụ như bây giờ nó là gì, bán đất Bình Tân giá siêu rẻ 10 triệu mét, biết thằng này xạo rồi. Không có đất gì đất 10 triệu, đất mà đất nghĩa địa hả, đúng không? Ví dụ nó nói là bán đất, ví dụ như mình có nhà Trương Văn Thành đi, nó là bán đất nhà mới Trương Văn Thành xây xuất cảnh giá siêu rẻ, thấp hơn thị trường 50%, biết mà xạo rồi, đúng không? Ví dụ đất Trương Văn Thành của tôi á là 80 triệu mét, nó ra bán 40, si ra mày đất hẻm rồi, mày đất hẻm, nhưng mà chẳng qua mày quảng cáo đất Trương Văn Thành cho nó mày câu view thôi. Đất hẻm là nó giá nó khác liền. Có những người á, nó nói ví dụ bán đất khu này khu kia mà cái giá nó thấp hơn thị trường nhiều quá, vậy suy ra nó có vấn đề về pháp lý. Không, đất nó có một giá một thôi, nó chênh lệch nhau. Tôi nói thiệt với bạn, giờ nó lộn trên nhiều, chênh lệch nhau 10 triệu mét hết cỡ. Đó là những cái cách mà chúng ta phân tích giá đất dựa trên kiến thức chúng ta. Còn bây giờ chơi tiệt chiêu cuối nè. Tiệt chiêu cuối là dụng này, cái gì mua không được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền. Đó, giờ cầm 1 tờ, 2 tờ, 3 tờ, mất 3 tờ. Trung bình nha, trung bình mất 3 tờ, chưa vậy? Đi kêu công ty thẩm định, lên mạng search đi, công ty thẩm định bất động sản, liên hệ số con sale. Em, cho bộ hồ sơ thẩm định lô đất này các em. À được, anh gửi sổ đỏ cho em nha anh. Anh gửi hình chụp thẩm định đó, chụp qua Zalo cho em nha, gửi sổ đỏ cho em nha. Có luôn mã về hiện trạng cũng được nha anh, tốt nha anh. Gửi luôn cho em sổ đỏ mã về hiện trạng đi, rồi em báo giá liền ngày mai. Rồi em báo giá sơ bộ quá, em có giá sơ bộ rồi, giờ anh chuyển tiền cho em đi, rồi em làm ra bộ hồ sơ luôn. Thì công ty đó thẩm định ra cái giá A, tin không? Tin không? Không tin thì mất thêm 3 tờ nữa, 3 tờ nữa kêu công ty khác, kêu chừng 10 công ty thôi. Xong rồi lấy 10 công ty đó cộng lại chia 10 ra giá chắc chắn đúng rồi đó. Cái đó là cái chắc chắn nhất, cái đó là cái dành cho người không biết gì luôn. Thế giống như giờ người ta không biết gì, người ta mua đất, người ta thuê luật sư, nó sợ mà, nó thuê luật sư hết trơn á. Còn tôi đậm đâu, tôi thuê luật sư chi nữa, hiểu không? Thì bạn biết thì bà đỡ tốn tiền, bạn không biết thì bạn tốn tiền thôi. Cái gì cũng có đường của nó mà nghe. Vậy thì á, cứ thuê tôi giám định đi. Còn cái đó là bạn mua đất của dân nha, bạn mua đất ở ngoài nha. Còn bạn mua đất trong dự án thôi khỏi đi. Dự án nói chung là nó phức tạp lắm mà. Dự án thì không có thẩm định được, nó bán giá nhiều nó bán rồi, con sale nó giảm từ lưa hộp dưa rồi nó đổi tùm lum hộp me hết á. Đất ví dụ như dự án là gì? Ví dụ như có miếng đất là bự như bàn tôi đi. Đó, rồi nó có chỗ này đã xây phòng game, chỗ này xây nhà hàng, chỗ này xây đường, chỗ này xây công viên. Thì cái đó kêu là dự án. Nó nguyên cái ô dự án chà bá vậy đó. Các bạn có thể lên mạng search dự án Eco Green. Eco Green nha, Eco Green là cái dự án nằm sau lưng nhà tôi á. Nhà tôi cái 102 đi Phục An đó. Cái dự án Eco Green là dự án nằm sau lưng nhà, nó là dự án đang xây. Nó dự án là ăn vậy. Thì giờ nó bán nhà, dự án giá như mày biết, tại vì chủ đầu tư nó bán thôi chứ. Cái đó là không thẩm định ra luôn. Vì chỉ các bạn là cách thẩm định đất của dân. Đất của dân giống tôi dân nè. Tôi có miếng đất đó, tôi thẩm định. Còn khi mà đất của dự án thì nó có giá hết. Tùy theo lốc A, lốc B, lốc C rồi shop house hay shop không house, tầng cao tầng thấp gì đó, giá sẽ chênh lệch. Cái đó là bạn phải vô sàn mà vô công ty tao mua. Nhưng mà cái đó thì tôi không tư vấn, cái đó có gì đâu tư vấn, thằng khờ nó mua cũng được nữa, chỉ bị gạt. Giống như ngoài Đà Nẵng, cô bay vậy thôi. Mấy đó là dự án hết. Còn bây giờ thật sự á, Duy không thích nói về dự án. Tại dự án nó không công thức chung, mà nói về những cái lô đất ở ngoài nè. Thế là mình mua giờ đất nó quá trời đi, ra ngoài mình lụm lô, về mình xây cái nhà này nọ kia. Lúc còn nghèo gán gồng ngân hàng trả đỡ. Trời đất ơi biết nhiêu. Trời nó thiệt em đào massage, nó mua đất đầy. Mua đất giờ đang gồng ngân hàng kìa. Nó trời em chịu giờ tán là em mỏi tay quá, em tính bỏ nghề rồi, giờ mua thêm cái mỏi miệng nữa. Đó, nhưng mà thôi giờ lỡ mua đất 3 tỷ mấy rồi. Nói nghe nhẹ ghê không? Má đào thôi mua đất 3 tỷ mấy rồi. Tâm sự nghe ức chế lắm bạn. Trời em làm nghề chục năm, mỏi tay có, mỏi miệng cũng có luôn nữa. Bây giờ em mới mua lô đất ở gần nhà anh luôn á. Nhà đường số 6 không biết nhà anh luôn mấy em. Mới mua lô đó 3,5 tỷ. Mà em thiếu quá, em mượn ngân hàng hết 1,5 tỷ. Vì suy nó có 2 tỷ rồi. Thấy ghê không? Mượn ngân hàng mượn ngân hàng 1,5 tỷ, giờ em làm gán vài năm nữa em trả. Xong rồi em làm thêm vài năm nữa có tiền xây nhà. Thấy nhầm bài toán nó làm vài năm nữa chắc nhà với đất nó cộng lên 10 tỷ rồi. Nên mỗi người có cơ duyên đến với miếng đất khác nhau. Thì mình có kiến thức thì mình biết được cái giá đúng. Đó. Còn cái nghệ thuật trả giá trả cũng vừa thôi. Có mấy thằng thì mua đất trả giá như mua rau. Ví dụ như nó khùng bán trả giá, không có cơ sở gì trả hết. Tự nhiên đất người ta đang bán 110 triệu mét vô trả 90. Cái hỏi ủa mày dựa đâu mà trả 90 vậy? Cái nói trả cho vui thôi, chắc này chém rồi. Chủ nhà cầm cây đánh không trượt phát nào. Cầm cây đánh không trượt phát nào bạn. Có mấy thằng khốn nạn nó tưởng nó mua đất rồi là lời ăn dễ ăn lắm. Không có dễ đâu, giá đất ai cũng biết hết rồi. Bây giờ mua đất sang tay lời mét 10 triệu mừng thấy mẹ. Đúng không? Mua đất sang tay mét 10 triệu mừng thấy mẹ. Nhưng mà em nói tụi em nghe, đừng bao giờ tin lời đồn. Tụi nó ngồi tụi nó chém gió từ lưa hộp dưa nó trời tao mới sang tao nó đất lời gấp 3. Thôi không nổi. Nó nói kệ nó. Nhưng mà tôi khuyên các bạn đừng có bao giờ tin những lời như vậy. Tin những lời như vậy cái khi nó cuốn mình vô cái vòng xoáy bất động sản này nọ. Cái mình ôm tiền này nọ, mình mua đất xong mẹ nó chững giá một cái. Hoặc giá ảo một cái là thấy mụ nội luôn á. Nên anh làm video không phải là anh kêu tụi em đi đầu tư bất động sản. Không bao giờ có cả. Anh không bao giờ kêu mấy em đi đầu tư bất động sản. Anh chỉ yêu cầu cho tụi em có kiến thức bất động sản. Để tụi em mua được miếng đất, tụi em xây được cái nhà, lấy vợ lấy con làm tiền đề để mà sống thôi. Cái đó là nói thật. Đó là nói đất thật. Chứ còn dính với bất động sản này chết hoài mấy em. Biết bao nhiêu người chết. Biết bao nhiêu người chết bất động sản. Ôm tiền, ôm đất mua. Tiền làm con mẹ hay có. Có được vài đồng bạc lẻ vay ngân hàng không? Cái ngân hàng nó cho vay đã đời bất động sản đóng băng rồi, chết giữa ngân hàng chết luôn đó. Chết nhiều lắm bạn. Bởi vì tiền á, cái đồng tiền nó phải đẻ ra tiền. Nên các bạn á, cố gắng mình dùng cái tri thức của mình để mình kiếm đồng tiền. Chứ mình đừng có kiếm tiền qua chênh lệch đất đai. Nó không có bền. Nó không có bền mà nó cũng có đẳng cấp nữa mà. Đất đai nó không chênh lệch để bạn làm gì? Trong khi cái tri thức là cái mà nó vô tận. Đúng không? Nó đẩy vô trong sản xuất, nó tạo ra giá trị thặng dư cho nền kinh tế. Nền kinh tế đó nó bền vững mà nó phát triển. Còn đất đâu có chắc chắn là mua nó lên. Không có chắc chắn mua nó lên. Mà cái người ta ăn, cái ngon người ta ăn hết rồi. Ta trả chừa cho mày, mày nhớ thật qua đó đi. Nó nói hay lắm, nhưng mà cái ngon là nó ăn hết rồi. Nó chừa cho mày tội xương không đó, vô gặm đi, hóc cổ che hết. Đó, bye bye. Nhớ, tiệc chiều cuối, 3 tờ. Còn mấy kia là kiến thức thôi, 3 tờ là khoảng chừng 5 triệu á. 5 triệu rồi đi kiếm ty thẩm định đi. Một công ty không tin nữa thì tin 10 công ty. Tẩm không ra giá rồi. Mà cái thẩm định nó hay lắm nha. Đất quy hoạch hay đất xấu, đất ma, đất tranh chấp gì nó biết hết đó bạn. À tranh chấp có thể nó không biết, nhưng mà đất bậy bạ nó biết hết đó. Thẩm định nó chuyên môn. Đó, thẩm định là những con người như Duy làm không à. Trong đó là không phải trình độ cỡ ngang Duy á. Yên tâm nha. Không tin Duy thì phải tin công ty thẩm định. Đó, cuộc sống mà. Chúng ta đâu thể nào biết được hết tất cả. Ở nhà nhờ cha mẹ, ra giang hồ nhờ bạn bè, và trên mạng nhờ Duy Nguyễn. Hay thì share và like đi ba. Cười gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài.